hiệp hành cầu nguyện 7 ngày cùng Thánh Thể. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cùng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghĩa vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa con tin thờ có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thờ Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chịu tội thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa con trong cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Kinh cầu cho Thượng Hội đồng. Lạy Chúa Thánh Thần, này chúng con đang hiện diện trước nhan Chúa, khi cùng nhau tụ họp nhân danh Chúa, chỉ có Chúa là đứng hướng dẫn chúng con. Xin hãy ngự trị trong tâm hồn chúng con, xin dạy chúng con lối đường phải đi và cách bước đi trên đường lối đó. Chúng con yếu đuối và tội lỗi, xin đừng để chúng con gây xáo trộn, đừng để chúng con u mê xa nẻo đường lầm, cũng đừng để chúng con làm theo thiên kiên. Xin giúp chúng con tìm thấy nơi Chúa sự hiệp thông giữa chúng con, để chúng con có thể cùng tiến đến cuộc sống vinh cửu và không lạc xa khỏi con đường chân lý và ngay thật. Chúng con cầu xin Chúa là đứng hoạt động mọi nơi mọi thời trong sự thông hiệp với Chúa Cha và Chúa Con mãi mãi đến muôn đời. Amen. Hiệp hành cầu nguyện 7 ngày cùng Thánh Thể. Ngày thứ tư, Thánh Thể mầu nhiệm tham gia. Nhờ sự hiệp thông trong Thánh Thể Chúa Giêsu, hội thánh ngày càng trở nên vững vàng hơn trong sự hiệp nhất giữa các chi thể trong cùng một thân thể Đức Kitô. Thánh Phaolô nói đến hiệu quả hiệp nhất này khi chúng ta tham dự vào bàn tiệc Thánh Thể. Bánh mà chúng ta bẻ ra cho nhau chính là sự hiệp thông với mình máu Thánh Chúa. Bởi vì chỉ có một tấm bánh mà tất cả chúng ta tham dự vào cùng một tấm bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể,
Thánh Gioan Kim Khẩu nói thật chính xác và sâu sắc rằng tấm bánh ấy là gì? Thưa, chính là thân mình Đức Kitô. Những người nhận lấy tấm bánh ấy sẽ như thế nào? Thưa, họ sẽ thành thân thể Đức Kitô, không phải nhiều thân thể mà chỉ một mà thôi. Thật vậy, như tấm bánh chỉ là một, tuy nó được hợp thành bởi rất nhiều hạt lúa, mặc dù không ai nhìn thấy được, nhưng nhiều hạt lúa đã được nghiền nát để ở trong cùng một tấm bánh, đến nỗi những khác biệt của chúng đều biến mất, vì chúng hòa lẫn với nhau cách trọn vẹn. Cùng một cách như thế, trong tiến trình hiệp hành của Hội Thánh, chúng ta cùng tham dự, cùng hiệp nhất với nhau để chúng ta cùng được nên một trong Đức Kitô. Ước gì tiến trình hiệp hành của Hội Thánh thúc đẩy chúng ta tham gia, góp phần vào sự hiệp nhất của thân mình Đức Kitô. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho tiến trình hiệp hành của Hội Thánh luôn biết quy hướng về Thánh Thể Chúa, để chúng con biết cùng nhau chia sẻ và cùng nhau tham dự vào sứ mệnh chung. Xin cho chúng con ý thức rằng Thánh Thể củng cố sự tháp nhập của chúng con vào Chúa. Cho dẫu chúng con có những khác biệt nhau về sứ vụ, xin cho tiến trình hiệp hành của chúng con là một tiến trình mà mọi thành phần dân Chúa cùng tham gia xây dựng, tiến tới một Hội Thánh hiệp hành như lòng Chúa ước mong. Amen. Chung nhịp Chúa đưa và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp đưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với Hội Thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong tương quan với Chúa như là với nhau, luôn luôn gặp gỡ, luôn luôn lắng nghe cùng nhau phân định. Đó là những việc chúng con phải làm để hiệp hành cùng sống đức tin và loan báo tin mừng. Cùng đi theo Chúa.
bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con. Luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi, ghi lời Chúa dạy lắng nghe thánh thần, cùng một lòng mà đi với nhau làm thế giới tươi màu. Soi cho chúng con tròn đúng con đường. Chúng con yếu hèn tôi tâm lỗi lầm, nguyện lời Ngài dìu đưa chúng con cùng chung bước lữ hành. Cùng đi theo Chúa muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài. Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.